kiếm lâu nay một công việc ok mà tìm hoài cũng chẳng thấy đâu. Yeah, thì hãy đến nơi đây cho tuổi trẻ hăng say. Bạn sẽ thích chỉ trong mấy giây. Nếu ai còn băn khoăn thì hãy đến với chúng tôi. Một người rất ngại xin đừng lăn tăn, chỉ có thấy là phê tiếp thôi. Mobifone. Đặc biệt với những người cao tuổi, người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo. Một số người nhiễm SARS-CoV-2 có biểu hiện rất dài nhẹ, không rõ triệu chứng hoặc không triệu chứng. Thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, lúc tập trung và khai báo y tế là cách tốt nhất để phòng chống dịch COVID-19. Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Đây là một cái bộ hộp điều khiển trung tâm, nó sẽ bao gồm là điều khiển các thông tin qua một chiếc sim Mobifone ở đây. Và hệ thống này có thể là chống sét, chống nước theo tiêu chuẩn. Và đây là cái loa nén phản xạ. Và bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành là chuyển cái loa này vào trong cái ghế đá ngụy trang. Sẽ nhờ chú bảo vệ sẽ chuyển toàn bộ hệ thống này vào chiếc ghế đá ngụy trang này để mình truyền tải thông tin, thông điệp cho người dân thành phố. Khi đã lắp cái hệ thống truyền thanh thông minh vào cái ghế đá ngụy trang này, chúng tôi sẽ tiến hành là kết nối với cái hệ thống qua app. Mình sẽ đáp trên điện thoại di động là app truyền thông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.